Trời. Ủa Alex, bữa giờ đi đâu vậy? Anh ở nhà. Màn đét ơi, vậy mà cứ tưởng đi đâu á, ai cũng lo cho anh hết á. Ủa, bộ còn có người quan tâm anh nữa sao? Có chứ sao không, nói kìa. Tưởng này làm chi? Tìm em chứ làm chi. Gặp em làm cái gì? Anh định nhờ em giúp một chuyện. Chuyện gì nói đi, sao nghiêm trọng vậy? Nếu em có gặp mặt á, thì cho anh gửi lời xin lỗi. Nói với cổ là anh sẽ không bao giờ làm phiền cổ nữa. Anh chúc cổ hạnh phúc. Ừ, nghĩ được như vậy là tốt á. Rồi còn nhắn gì nữa không? Nói tôi để tôi nói cho cổ nè. Em nhắn thêm á, nói là sau này mà không có chồng, dù chết dù sống gì á, anh cũng phải gặp chồng của cổ. Ủa, chi? Ê, đừng có nói là đánh người ta nghe không? Anh xem thử thằng đó có gì hơn anh. Ừ, vậy được. Rồi còn gì nữa không? Nhiều đó thôi. Nhớ giúp giùm anh nha. Em nhớ rồi. Anh còn vài cuộc hẹn nữa. Đừng buồn nghe không? Bà Linh, bà Linh. Đâu ạ? Qua nhà kiếm ruột mà không thấy, nghĩ chắc ruột ra ngoài này đón khách, ra kiếm nè. Mấy nay ngày nào tao cũng ở đây nè, kiếm tao chi vậy? Năm ngoái tao có mượn mày cái quần, mặc gì nhà quên bỏ tủ luôn. Giờ nhớ lại mang đi trả. Trời ơi, tưởng đâu mất luôn cái quần ai về mày mượn hả? Thì giờ nhớ ra mới đem trả cho mày nè. Sao lủng lỗ tùm lum vậy? Không sao đâu, cái này lấy chỉ nhíu lại mà cũng được à. Chắc là do để tủ á, dán hay là chuột gì cắn thôi. Trời ơi, dán cắn rồi đem trả tao làm chi, có mặc được đâu. Tao không muốn nợ nần gì ai hết trơn á. Sao nay tự nhiên mày sòng phẳng như vậy? Tại không muốn nợ ai thôi. Có quần không mà nợ nần gì? Chính vì cái quần nên tao không muốn nợ. Nợ chi những thứ không cần thiết. Sao mày nói gì khó hiểu quá vậy ba Lít? Tao nói tao còn không hiểu nữa, huống chi là mày. Tao về nha. Ê, ở chơi chút xíu đi hả gì vậy? Tao còn vài cuộc hẹn nữa. Bye bye mày. Ê, đi sớm không? Tao chở cho đi nè, miễn phí luôn. Thôi, mắc công mắc nợ lắm. Nợ mày rồi, mai mốt tao đâu còn cơ hội trả mày đâu.